xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Hôm nay sẽ giới thiệu mọi người đây là một cái dòng máy xay 3 pha. Con này thì có thể xay được tối đa là 7 cân. Và motor hiện tại nó là 3 pha 4 ký, vòng tua nhanh nhé mọi người nhé. Để điểm qua một số chi tiết để mọi người biết. Thứ nhất, mọi người nhìn thẳng trực diện luôn là motor rồi. Còn đây là cái ngăn đựng đá này, gọi là bao đá này. Chúng ta có chốt khóa lại nhé. Còn đây hiện tại đang sử dụng nó là nồi gò. Và đi chuyên sâu vào một tí thì đây mọi người có thể quan sát bên trong về cách thức vận hành. Nồi sẽ là nồi thẳng. Chiều cao đường kính của cái này là 30cm nhá, chiều cao nó sẽ khoảng tầm 25. Đây mọi người xem cái cách thức tháo dao vặn dao ở bên mình. Biết sẽ có cái này vặn vào. Chúng ta vặn ra. Rồi chúng ta nhổ con dao ra. Đấy, sau đó bắt đầu có thể là vét gì thì vét, mà rửa vệ sinh nhà thì rửa. Đấy là cái cách của con dao này nhá. Thả vào như thế này này. Chúng bắt đầu vặn. Vặn vào thì nhớ vặn chặt vào nhá. Chứ đừng vặn lỏng tay. Đấy, và có một cái khá là hay cho con này, mọi người có thể xem qua phần chốt khóa này. Như thế này là mọi người đang khóa lại nhá. Như này là khóa chặt lại này, là không dịch chuyển được. Khi nào muốn mở ra phải mở cái này ra này. Sau đó, ví dụ như trong trường hợp anh chị em muốn đổ ra ấy, thì để sẵn một cái chậu ở đây, xay xong chúng ta đổ ra như thế này. Đổ ra vào chốt khóa, nó sẽ tự giữ và mọi người có thể đứng ở bên này gạt nó ra. Đấy là một cái lợi thế. Và đương nhiên khi sử dụng cho cái dòng này, mình đang sử dụng là motor 4 ký của Trần Hưng Đạo. Và mình sử dụng mặt đích nhé mọi người nhé. Kết nối thẳng mặt đích chứ không qua trục khung máy nữa. Nhưng mà muốn mở ra mọi người có thể là tháo như thế này. Đấy, dựng lên. Cái này có thể là khóa lại cũng được, mà không khóa thì cũng kệ đó. Khi bán cho mọi người thì bên mình sẽ bán như thế này. Về nhà mọi người tự đấu cầu dao cho con máy này, dập cầu dao riêng cho nó 3 pha nhé. Thì đây là một cái sản phẩm về dòng 3 pha cho anh chị em. Nếu anh nào cần to hơn thì vui lòng gọi điện để đặt những cái đơn hàng to hơn. Hoặc là những con máy nhỏ thì có thể là vào website là máythựcphẩmhoangquan.com để xem chi tiết về các cái dòng máy đấy. Đây là dòng nồi gò. Thế nên là chi phí con này cũng khá là cao. Dày lắm. Mọi người tham khảo thêm các cái video khác của bên mình nhá. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.